Ôi rồi, bắt nhanh chứ, ôi, vẫn được nhỉ. Quá hay luôn. Người Malay này hay. Ôi, một đường cầu hay anh em. Một đường cầu hay, trời ơi, hay thế. Tuyệt vời. Một trận cầu chỉ cần 3 đường cầu như thế này thôi. Nhà cây 3D Calibre 001 ấy. Hoặc là có cây Adfox 20 nha. Anh nhắn tin em tư vấn cho, anh nhắn tin vào bếp này, anh tư vấn cho anh. Ôi, vẫn qua kìa, hay quá. Xem sướng thật hôm nay, xem núi Nam. Trận lúc nãy bên kia cũng cực kỳ hay lắm mọi người. Bây giờ xem trận này cũng kém luôn. Nhưng mà trận này chắc còn không hay bằng trận. Vẫn lên nhờ, anh có thể lên thôi. Thực sự quan tâm. Bên kia là 20 gỗ rồi. Bom. Vẫn qua, rồi. Oh!
Phát với Thùy Linh đều có huy chương rồi. Đồ nhanh thế. Điểm số 8-6. Bật quả nặng quá. Điểm 8-10. Nhanh thế, 9-10. Điểm 9-10. Đài Loan cao cầu. Tiếp quá quả đập đi đâu không biết. Qua điểm số 11-9. Điểm số 12-10 như người phía Malaysia. Rồi lên 13 điều. 14-13. Nên Đài Loan này rất ngược lại rồi. 14 điều. Điểm 16-14. Không quen rồi này. Vẫn lên nhờ. 15-17. 16-17. Có vẻ là do thể lực giảm sút chẳng hạn. Có gì anh nhắn tin em tư vấn cho, còn vợt bên em chỉ bán khung thôi anh ạ. Bên em chỉ bán khung vợt thôi, còn cước anh mua về đan thôi. Anh mua về mang ra quán. Thực sự quan tâm. Bên kia lên 20 hố rồi. Bom. Mình vào đấy nhá. Vẫn qua, rồi. 10 cũng rất đáng khen cho cặp đôi Đài Loan, rất là đáng tiếc. 11-18 trận đấu thứ 3.